Hello, xin chào tất cả anh em, tôi là Trịnh Đình Mạnh. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của tôi. Thì hôm nay thì tôi sẽ làm một cái clip vui anh em ạ. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em là làm rocket mini bằng cây diêm này nhá. Rất là hay anh em ạ. Đây, chỉ bằng cây diêm này thôi. Chỉ cần có diêm. Chỉ cần có diêm. Một cây kim anh em nhé. Và giấy thiếc thôi là mình đã có thể làm được một cây rocket mini nhỏ xíu để chơi vui thôi. Đấy, thì bây giờ anh em cùng xem tôi làm nhé. Đây anh em, mình đã làm được mấy que rồi nhá. Đây. Thì bây giờ thì mình sẽ đem mang mấy cái này đi test nha anh em, cho anh em xem là nó như thế nào. Bây giờ anh em mình sẽ đi test nhé. Ok anh em ạ, thì mình mới vừa đốt xong mấy que rocket mini mà mình đã tự làm đấy anh em. Chỉ làm rất đơn giản thôi, chỉ còn que diêm rồi một cái kim và một miếng giấy thiếc thôi, rất đơn giản anh em ạ. Thì mình vừa mới đốt xong mấy que đây, thì có một que mình cuộn kín quá nên là nó nổ anh em ạ. Mình thật sự cái đó thì mình không thể biết trước được. Cái đó thì mình không thể biết trước được là cuộn chặt nó sẽ nổ. Bây giờ mình mới tìm ra đấy anh em ạ. Nói chung là cũng rất nguy hiểm đấy. Nếu làm sai cách thì rất nguy hiểm đấy anh em ạ. Thì mình mới làm xong video clip là làm rocket mini bằng que diêm đấy. Thì anh em thấy hay thì đừng tiếc một like, share, đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình nhé.
Còn bây giờ bye bye.